Và thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên cho hay Facebook lại đưa tin sai về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Tin đến từ Hà Nội, người dùng Facebook ở Việt Nam đã phát hiện mạng xã hội này cung cấp thông tin sai lệch về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam lần thứ hai kể từ năm 2018. Facebook đưa hai quần đảo này vào khu vực thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Trên bản đồ của Facebook, hai quần đảo này có cùng màu xanh với các phần còn lại thuộc lãnh thổ Trung Cộng, trong khi chọn Việt Nam ở một đối tượng chạy quảng cáo thì hai quần đảo này không hiển thị. Theo báo An ninh Thủ đô, Bộ Thông tin và Truyền thông của Việt Nam đã yêu cầu Facebook giải thích sai sót này, thì công ty của Hoa Kỳ đã nói rằng sai sót xảy ra trong quá trình cập nhật bản đồ và đang giải quyết sự việc trên. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có một số hành động mới để khẳng định chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông vào ngày 10 tháng 4, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc vừa qua gửi thêm hai công hàm đến Ủy ban ranh giới thềm lục địa của tổ chức này. Lần này, hai công hàm liên quan đến ranh giới thềm lục địa trên Biển Đông giữa Việt Nam và Malaysia. Cùng với Trung Cộng, Philippines và Đài Loan, Việt Nam và Malaysia có tuyên bố chồng lấn ở Trường Sa và biển xung quanh. Tình hình Biển Đông có thể căng thẳng trong những ngày tới vì Trung Cộng đã đưa tàu nghiên cứu Hải Dương 8 và Hải Cảnh vào trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chỉ còn cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km.